Vâng, có thể nói là câu chuyện đang gây xôn xao, râm ran trong và là tâm điểm chú ý cộng đồng suốt từ hôm qua đến ngày hôm nay. Đó chính là trường hợp một người đàn ông đã cương cứng dương vật suốt 30 giờ đồng hồ liền. Và trong bản tin ngày hôm nay thì phóng viên VTC14 đã tìm hiểu bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này. Và những thông tin sau đây có thể sẽ rất hữu ích cho đấng mày râu. Là người trực tiếp tiếp đón và điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Hạ Hồng Cường không khỏi ngạc nhiên trước sự lạc quan, không chút mảy may lo lắng của bệnh nhân. Bệnh nhân có lối sống lành mạnh, là một huấn luyện viên thể thao. Trước khi vào viện, dương vật của bệnh nhân đã cương cứng 30 giờ liên tiếp. Kể cả thời gian vào viện ở thêm 4 giờ nữa, tổng cộng là 34 giờ. Trên thực tế, hiện tượng cương dương có hai loại, cương dương do sinh lý và cương dương bệnh lý. Người đàn ông này rất có thể bị cương dương do bệnh lý mà không hề hay biết. Thì đối với các cái bộ phận cơ quan trong cơ thể, thì khi mà có cái tình trạng thiếu máu trong khoảng 6 giờ trở ra thì những cái bộ phận cơ quan cơ thể đó nó sẽ có những cái tổn thương mà không hồi phục được. Thế thì ở bệnh lý cơn đau dương vật kéo dài này cũng vậy. Ở đây xác định ngay từ đầu khi mà tiếp cận và khai thác bệnh sử và cũng có những thăm khám lâm sàng sơ bộ thì cũng đã có những cái hướng nghĩ đến bệnh nhân là cơn đau dương vật thể thiếu máu. Và với trường hợp mà thiếu máu liên tục đến 30 giờ thì cái tiên lượng là những cái mô cương của dương vật nó cũng sẽ có tổn thương và không hồi phục, cơ bản là liệt dương đấy. Bệnh lý mà bệnh nhân mắc phải có thể liên quan đến huyết học như bệnh hồng cầu hình liềm, thiếu máu huyết tán. Nhưng dù sao, đây cũng là một ca bệnh hy hữu, hiếm gặp từ trước đến nay. Các bác sĩ cho biết có nhiều nguyên nhân khiến nam giới bị cương dương bệnh lý, có thể do sử dụng thuốc, do dùng nghiện chất, nhất là chất ma túy. Trong trường hợp bệnh nhân này, chưa thể khẳng định là do tác dụng của rượu ba kích. Vì trên thực tế, bệnh nhân uống tới 2-3 loại rượu, trong đó chỉ có 2-3 chén ba kích. Thế thì bản thân cá nhân tôi cũng thế thôi, cũng đã từng uống rượu ba kích rồi. Ba kích chứ là nguyên chất đấy, thì cũng chưa bao giờ có cảm nhận là có một cái tác dụng mạnh mẽ như vậy của rượu ba kích. Ivan trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì người ta cũng đã nói rất là rõ có những cái nhóm nguyên nhân liên quan đến cái bệnh lý rối loạn cương dương liên tục, thể thiếu máu. Và trong đó thì người ta cũng không nhắc nhiều đến các cái loại rượu, mà chủ yếu nhắc đến một số thuốc nghiện chất. Thế cho nên là trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta đánh đồng rượu ba kích là cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng cương dương liên tục này, thì đó là cũng chưa chính xác. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới khi có hiện tượng cương cứng dương vật, nhất là cương đau quá 1 đến 2 giờ, cần đến gặp bác sĩ nam khoa gấp để được xử trí kịp thời. Vì trên thực tế, nam giới cương cứng dương vật trên 4 tiếng thì nguy cơ suy giảm khả năng tình dục, thậm chí liệt dương là rất cao.